xác định việc đẩy mạnh tiêm phòng, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm là biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn dịch bệnh xuất hiện, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi. Những ngày này, xã Đồng Lương đang tập trung triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2020 tại các thôn bản trên địa bàn toàn xã. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2020 cho đàn gia súc gia cầm, xã Đồng Lương đang tích cực chỉ đạo lực lượng chuyên môn và người dân chấp hành nghiêm quy định tiêm phòng theo đúng lịch chỉ đạo của huyện. Theo kế hoạch, đợt 2 năm 2020, xã Đồng Lương sẽ tiêm phòng các loại vaccine cúm gia cầm H5N1, tụ huyết trùng, lở mồm long móng ở châu bò, tai xanh, dịch tả lợn, dại cho chó mèo với tổng đàn gia cầm trên 22.000 con, trên 500 chó mèo, trên 1.200 con trâu bò và gần 1.000 con lợn. Để công tác tiêm phòng được triển khai có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động ra soát số lượng vật nuôi trên địa bàn, đăng ký tiếp nhận vaccine, phân công cán bộ khuyến nông viên, thú y viên phối hợp với các thôn bản tiến hành tiêm phòng theo hình thức cuốn chiếu, mỗi thôn bản tiêm trong 2 ngày, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ dân về mục đích, vai trò và sự cấp thiết của công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Tuy nhiên, sau 3 ngày ra quân tiêm phòng nhận thấy, công tác tiêm phòng tại một số thôn bản trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, do nhiều thôn bản sau khi sáp nhập, địa hình tương đối rộng, dân cư phân bố rải rác. Mặc dù đã được tuyên truyền và thông báo thời gian tiêm phòng, nhưng do vào vụ thu hoạch lúa mùa nên nhiều gia đình không có người ở nhà. Một số thôn đã được chỉ đạo hướng dẫn cách làm gióng để tiêm phòng cho đàn gia súc, nhưng không triển khai, gây khó khăn nguy hiểm cho người đi tiêm. Để đàn vật nuôi phát triển ổn định, trước mắt xã Đồng Lương sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực phát hiện phòng chống dịch bệnh, tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng, tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, xử lý kiên quyết vi phạm trong công tác thú y, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, phát hiện và xử lý nhanh chóng, kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng đợt 2 năm 2020 cho đàn gia súc gia cầm trong thời gian sớm nhất, qua đó kịp thời ngăn chặn, không để các loại dịch bệnh xuất hiện, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi. Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh mới.